Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục test những cái cấu hình mà như các bạn đã gửi cho mình để chúng ta tham khảo về hiệu suất chúng ta chơi game nhé. Và đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái combo đây. Thì cái combo này nó không khác gì một cái chiếc PC các bạn nhé. Các bạn chỉ có khác là hiện tại cái combo này mình đang đặt ở trên một cái tấm như thế này, bao gồm main, CPU, RAM, fan, cả hình rời, nguồn và cả cái ổ cứng ở đây nữa. Đấy, cả ổ cứng đây, không biết các bạn nhìn rõ không? Đây các bạn dịch sang một chút cho các bạn nhìn rõ. Được chưa? Đấy, thì một cái combo như này bây giờ chúng ta chỉ việc là lắp sang một cái vỏ khác thì nó sẽ thành một cái chiếc PC có đủ vỏ. Còn không để như thế này, chúng ta cắm vào cái màn hình thì nó vẫn cứ sử dụng bình thường các bạn nhé. Thì bình thường thì bạn Hưng bạn ấy test cho các bạn combo thì bạn hay lấy các cái linh kiện và bạn ấy đặt vào đây và bạn ấy test cho các bạn, nó rất đơn giản như vậy thôi. Còn cái clip này thì nó sẽ có một cái sự khác biệt so với clip trước. Bình thường của mình đó là bạn Hưng bạn ấy quyết tâm bạn ấy sẽ vừa chơi game và bạn sẽ vừa nói để cho các bạn tham khảo. Ok, chứ mình không cần phải nói nữa, bởi vì đôi khi là bạn ấy chơi xong mình lại nói tiếp thì nó lại không đúng cái cảm xúc ấy các bạn. Mình phải là người trực tiếp mình chơi thì mình có cái cảm xúc tại thời điểm đấy. Thì đằng này thì bạn Hưng đợt mấy đợt trước thì bạn ấy chưa thật sự tự tin. Mới đầu chưa thực sự tự tin nhưng bây giờ lại là thấy là rất là tự tin cả về chơi game lẫn nói rồi. Thì hôm qua là để em làm cái combo này để em nói, để cho các bạn góp ý, để em sẽ hoàn thiện hoàn dần. Thì hôm nay bạn Hưng sẽ làm cái chiếc PC này. Tóm lại là cái clip này có 100% thì bạn sẽ làm 98%, mình chỉ góp mặt 2% ở trong clip thôi. Ok, rồi Hưng có gì nói với anh em không? Nói đi. Mình đầu tiên mình test và mình nói trực tiếp luôn vào game ấy, thì mình sẽ dồn những cái cảm xúc thật khi mình chơi game vào để mình tạo thành một cái câu chuyện khi mình chơi game ấy. Thì nó được, nếu mà các bạn xem các bạn cảm thấy mà có điều gì thì các bạn comment, các bạn góp ý xuống để mình cải thiện hơn. Và cũng như là những cái game mà mình test chưa hoàn hảo lắm thì thôi các bạn thông cảm, các bạn bỏ qua cho mình. Rồi, mình cũng rất cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Quan trọng thì vẫn là cái hiệu suất nó hiển thị như thế nào. Nhưng mà đôi khi là chơi nó phải có một cảm xúc một chút thì cái clip nó sẽ cảm giác là nó dễ xem hơn và gọi là cuốn hơn một chút, đúng không các bạn? Nên là có gì anh em cứ phải góp ý, bởi vì là làm cái này là làm dành cho các bạn để các bạn tham khảo. Nên là anh em cần chia sẻ gì hoặc là cần gì thì anh em cứ phải nói để cho bạn Hưng bạn ấy thay đổi nhá. Rồi dần dần bạn ấy sẽ hoàn thiện hơn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần test game của bạn Hưng. Trước khi đến phần test game thì mình cho các bạn xem lại cấu hình một lần nữa các bạn nhé. Thì trên đây đang là sử dụng chip E52667V2, main đang sử dụng làm con X79, RAM đang là 16GB 2 thanh 8GB DDR3, các hình rời đang là con GTX 1050 2GB D5. Giới thiệu game, ê, chưa kịp giới thiệu game, mày bắn hay thật đấy. Thì chào anh nhé. Đây. Úi giời ơi, vào đầu. Ngon. Để mình đi loop rồi đã, bọn này nguy hiểm quá. Thì đây, trên màn hình là tự game Valorant mọi người nhá. Mình sẽ để mức setting là cao. Rồi giờ mình đi mình tỉ thí góp công cho mọi người xem. Đây. Có tiếng này. Lên đường. Úi. Đi đằng sau luôn nhờ. Thôi lại mọi người nhá. Úi giời. Mấy bọn này bắn điêu thật đấy. Thì mọi người có thể thấy là lúc mình cấu hình này, lúc mình đi lang thang ấy, thì FPS 200 mấy này. Sao rõ là mình bắn trước mà mình chết trước chúng nó nhỉ. Đây. Vào đầu đấy. Thì lúc mà mình bắn nhau thì FPS còn khoảng 190 này. Mày ngắm ai. Đấy, giờ lại đi lang thang thì nó tầm 250 rồi. Cấu hình này thì chơi rất là ngon thôi. Như là đứng đó. Đi tỉ góp công tiếp nào. Đây là có bắn nhau. Rồi. Con thang chờ cục ai. Mày đi. Ê. Đâu ấy. Đây. Móc lốp. Đâu, còn người nữa. Đây này, còn thằng này bên này nữa này. Cái luôn. Còn thằng trong này. Đấy thì bắn khá là ngon. Rất là mượt luôn mọi người.
Đâu rồi, thằng nào nữa, thằng nào muốn tỉ thí võ công nữa. Nãy giờ phải tầm ui, 9 xác rồi kìa. Tỉ thí với 9 người thì mình thắng à. Đây này, đây này, đây này. Ây, thằng kia đi rồi, quay lại đoạn hồi. Ôi, một mạng nữa rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo mọi người nhá. Ui, răng lạc, răng lạc. Rồi, ok, mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Rồi, tiếp theo đến với tựa game, nó có đồ họa nó ok một xíu. Có đồ họa nó ok hơn một xíu mọi người nhá. Đây thì tựa game mà. Ui, chúng ngoài trong này làm gì mà đông thế. Thì đồ họa nó cũng bắn căng hơn mà. Đồ họa nó cũng gọi là kiểu căng căng hơn game Valorant tí đấy. Nhưng mà thôi, cấu hình này thì đây, cấu hình này thì mình vẫn để cao cho mọi người xem. Nhưng mà cái hình ảnh thì ui, đấy, FPS nó xuống là mấy này. Hình ảnh thì nó bênh bênh. Mình nói luôn, mình chơi là mình thấy nó bênh bênh. Thì để mình 1-2 mạng nữa xong rồi mình sẽ hạ cái setting xuống xem nha mọi người nhá. Ui, ê, bắn cay nhở. Ui, các bạn á, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Mày nữa luôn. Sao như nào nói luôn. Ôi, đây để mình hạ cái setting xuống trung bình đi, tại vì trung bình nó đánh dấu hoa thị ở đây, chắc là nó nhắc mình lên để trung bình đấy. Ok mọi người, thì đang từ cao chuyển xuống trung bình thì mình thấy hình ảnh nó ok hơn rồi đấy, nó đỡ bị gọi là bị bênh hơn. FPS cũng ấy, FPS cũng tầm 100+ à. Đấy, chuyển phát trung bình hình ảnh bắn nó ngon, cái trình vẩy AK của mình nó ok hơn đấy. Một phát đầu rồi như là ui giời, bên này có lại đấy, biết ngay mà. Mọi người thấy đẳng cấp không? 2-4-5 xác rồi. Ui giời, mọc lốp. Ui giời, thôi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo mọi người nhá. Phát đấy lại nói là rất là ok rồi, chơi thì cũng để mức setting trung bình thì chơi khá là hợp lý thôi. Ô sao mình bảo chuyển sang game khác mà cái tay mình nó cứ di chuyển là sao nhỉ. Rồi đây, mình sẽ chuyển sang game tiếp theo mọi người nhá. Rồi, một tựa game cũng khá là tuổi thơ đối với ba anh em đúng không? Trong đó có mình. Thì đây là tựa game đột kích này. Đây, mức setting mình đang để là cao mọi người nhá. Đấy, thì tựa game này thì cũng gắn liền với tuổi thơ của mình khá là ok đấy. Thuở nhỏ hay gọi là cùng bạn bè trốn ngủ trưa ra quán lét cọ ấy mọi người. Toàn 2-3.000 một tiếng ngồi chơi bắn với nhau. Đấy, thì là game này cấu hình này thì cũng khá là thoải mái. FP đang là 200+ này. Đấy, tự dưng ui, đèn ấy. Tự dưng là mình test game cho mọi người ấy, mình lại nhớ đến cái tuổi thơ dữ dội của mình. Đấy, đi gọi là săn zombie xong rồi cuối cùng là biến thành zombie. Đấy, cao được một thằng. Thì FPS đang là 200+ này. RAM đang là 78. Các cái thông số trên màn hình thì cũng rất là ok thôi. Cấu hình này thì chơi khá là bon, rất là mượt luôn. Để mình cào 1-2 mạng nữa rồi mình sẽ sang game tiếp theo. Hezo. Các bạn biết không, kiểu chơi game này ấy, khi mà được biến thành Hezo nhà này mình khá là thích. Bởi vì là Hero nó là một cái gì đấy mà rất là ghê gớm đối với anh em zombie. Đâu rồi, lên đây. Chạy nhanh thế nhở. Nhảy bắt cua kìa, khá quá. Ai à. Cuối cùng vẫn Hero vẫn không địch lại được anh em zombie. Đấy, sang trận tiếp theo. Rồi, mình sẽ đi săn 1-2 mạng zombie rồi mình sẽ sang game tiếp theo mọi người nhá. Mình thì mình bắn không được hay đâu, nhưng mà được cái là game này nó cũng cấu hình này thì chơi cũng rất là mượt mà, thì mình cứ vào mình test cho mọi người xem thôi. Sau đó là ấy, thằng nào lấy mù ấy. Rồi, đâu, zombie đâu. Đấy. Nó hết đấy. Này. Ui. Nó biến cái con tàng hình thôi, chạy nhá. Ơi, tên bắt chủ đây. Đúng rồi, may quá, giết nó đi. Đấy. Chạy. Đi vào lại chết đấy. À. Quá.
Ui ui ui. Ui đông thế, đông thế. Hết đạn, hết đạn, hết đạn. Tha, tha, tha. Giang lạc. Ái xa. Kỹ năng đảo zombie. Ui ui. Én. Ui rồi rồi. Thôi mình chắc là mình sẽ xin sẽ gọi là sang game tiếp theo đây mọi người nhá. Ok, sau một hai game bắn súng thì mình sẽ chuyển sang game là game thể thao một tí. À, game FIFA Online 4. Nó đổi tên thành FC Online mọi người. Thì cái cấu hình mình đang để là đây. Cao mọi người nhá. Giờ mình sẽ vào trận để cho mọi người xem. Ok mọi người. Đây, đây là game FIFA, à quên, game FC Online. Marquinhos. Thì trong game thì FPS hiện tại đang là 171 FPS này. Đấy. Thì game này cũng khá là nhẹ nhàng, rất là mượt. Nãy giờ mình ghi một bàn rồi nhưng mà mình quên bấm. Mình quên bấm nút quay ấy, mọi người. Đen quá. Nó không sao, mình sẽ gọi là đá hiệp 2 cho mọi người xem. Vitinha. À, còn bạn nào mà chưa biết cái cách mà tăng cái FPS trong tựa game này thì có thể xem lại. Mình làm clip ở cái kênh gọi là kênh gì ta? Kênh máy tính laptop PC game mọi người nhá. Đấy mọi người vào đấy thì mình có một cái video là một cái video làm về cái tăng FPS trong game đấy. Ok, đây lại. Khoảng trống đã được mở ra cho Lionel Messi. Ui giời ơi. Một cú sút. Họ đang chuẩn bị thực hiện pha đá phạt góc. Cú này khá quá. Chuyển tít ra đây đi. Ui. Miguel Almiron. Chân ngắn nhờ. Đỡ mỗi quả bóng thôi cũng trượt. Ui kìa. Tuyệt toang rồi. Về. À, phát bóng lên cho thủ môn. Rồi chắc game này mình sẽ không cần phải nói nhiều đâu mọi người nhé. Tại vì đây, các cái thông số liên quan khác đang hiển thị trên màn hình đây. Rất là nhẹ nhàng với cấu hình này. Chơi khá là ngon. Khá là mượt, chưa thấy. Kylian Mbappe. Chưa thấy bị bênh gì. Rồi cho khe. Lên. Đó là tình huống phản công. Quả này không vào thì chặt chân. Lionel Messi. Một tình huống đá mà không vào chặt chân. Ok mọi người nhá, mình sẽ sang game tiếp theo. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Một tựa game nữa trong danh sách mình test đó chính là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Thì với tựa game Liên Minh Huyền Thoại này, mức setting mình đang để là rất cao. Thì mức setting cao này thì đi nom zom, đi lang thang thì được 180 FPS. Đây, có mạng luôn này. Lên luôn. Thịt chó. Cầy tơ 7 món, một mạng ok. Đấy thì là các cái thông số trên màn hình đây. FPS đang là 178. Khá là thoải mái luôn. À, cướp rừng à? Mình sang cướp lại thôi. Và mọi người có thể thấy đây, mình đang chơi với anh Đạt. Đây, Đạt đụng định. Đấy, chơi chị Tà La rất là hay. Để mình cướp lại bùa của nó xong rồi mình sẽ đi kiếm một hai cái combat cho mọi người xem nhá. Ok mọi người. Thì đây, đây là mình đang combat cùng anh Đạt đụng định đây. Thì trận vừa nãy đen quá. Các bạn ý thấy mình chơi gì hay quá, các bạn ý GG nên là mình chưa kiếm được cái highlight nào cho mọi người. Thì đây, để trận này mình sẽ thể hiện cái tài năng của mình. Game này game tủ của mình mà. Đấy, thì ngày trước mình cũng mất rất nhiều thời gian để chinh phục con game này. Và giờ này tầm 3 năm trước mình chạm được cái ngưỡng gọi là danh thách đấu như bao người mơ ước ấy. Đấy, cái đấy không phải quen mà. Đánh luôn. Mình thằng này. Thôi đi rồi. Đấy, thì các bạn thấy combat là sẽ rơi vào khoảng 100 FPS. Khá là mình mà. Đây. Nhưng mà team bạn solo 1-1 thì thằng nào mình cũng giết được nha. Đây, biển hình như cái thằng này. Tốc biển lên chơi luôn này. Đấy, là tốc biển nó chạy nó có dám đứng solo với mình không. Đây, cả tá nữa này. Đấy, hai mạng, ok chưa. Mức setting mình vẫn để là rất cao. Thì có bát nó cũng mượt mà. Không giật lắc kìa. Để mình lao thẳng lên, mình tìm mình giết thêm một hai mạng nữa. Đấy, tóm lại nếu mà đi vào combat thì mình không cân được lắm. Nhưng mà 1-1 thì mình cũng tự tin mình bị trình để mình hành các bạn đấy. Đây, đánh chịu giết luôn nhá. Cho kéo được chịu. Anh Đạt bắn, hay. Đó. Vẫn là cái mức rất cao, hoặc combat thì số FPS cũng như các cái thông số trên màn hình khác thì cũng rất là ok thôi. Để xem anh Đạt xử lý nào. Ứa, nhảy chạy. Không dám đứng lại solo với nó. Rồi, quay lại làm gì đây. Rồi chắc là thôi, hết combat rồi, mình sẽ tiếp theo nhé. Đấy, chắc anh Đạt anh chạy thôi chứ quay lại đánh thì chúng nó
mà chặt cho ba chặt thì cũng hết cây máu. Ok mọi người. À, trên đây mọi người thấy là game GTA 5 thì GTA 5 mức setting mình đang để ở đây mọi người. Đây, đây là cái setting mình đang để. Đấy, thì giờ mình sẽ lên xe. Lên xe đi dạo một vòng Hồ Tây cho mọi người xem. Đùa thôi, mình sẽ đi lên xe để xem là FPS đấy vẫn là rất là ok luôn. Xoay. Xe đi bon quá. Đi bốc lửa quá. Tí may thành kịp, may kịp. FPS đang là trăm mấy này. Mọi người. Cảnh xe á. Đấy thì lúc mà di chuyển phương tiện ấy thì FPS trăm mấy, nhưng mà giờ để mình làm tí công nghệ va đi. Công nghệ va xem FPS nó được bao nhiêu nhá. Chọn quả AK đi cho nó ok. Đâu, đối tượng nào. Tất cả đã bị bao vây, đứng im. Đấy thì lúc bắn nhau mình công nghệ va thì FPS chắc là được 140 ấy. Đang hiển thị đang là 130 này. 130, 180 này. Ô, đâu hết rồi. Bạn này là bạn GTA 5 offline nhá mọi người. Mình không biết nhà, nhưng mà thấy anh Đạt bảo là bạn này tải về 6 mấy GB đấy mọi người. Đi bon. Ở đấy, cảnh sát nó đuổi đấy. Ồ, nó không ổn đâu. Cảnh sát đuổi, chạy, trốn đó. Sợ quá. Chắc là mình sẽ bắn, mình đợi cái máy bay đến mình bắn cho mọi người xem. Đây, còn đây, hiện tại các cái thông số đây rất là mượt. Cấu hình này chỉ chơi cũng thoải mái với cái mức setting này. Còn bạn nào biết tinh chỉnh thì các bạn có thể tinh chỉnh hơn nữa, nhưng mà mình thì đối với mình thì như này là đủ rồi mọi người. Test cho mọi người xem như này là cái hình ảnh nó mượt mà nó không bấp bênh mọi người, nên là mình test mình hay để cái mức ổn định nhất cho mọi người xem. À đây, máy bay này. Đâu rồi? Đấy, tiếng mà ta. Ê, bắn nó. Ở đây này. Ê, hết đạn. Ồ. Ok, sẽ chuyển sang game tiếp theo mọi người nhé. Tiếp theo là game Genshin Impact các bạn nhé. Thì với Genshin Impact thì đây, mức setting mình đang để là trung bình các bạn ạ. Với mức trung bình này thì FPS cũng ổn định trong tầm là 60 FPS mặc định của game thôi. Để mình... Ôi, con nhân vật lại xịn nhờ. Con nhân vật đẹp đấy. Mình hình như là... À ừ đúng rồi, lần trước mà mình mở được mấy con nhân vật này. Đấy, uầy. Xịn đấy. Cháy hết. Uầy. Nhân vật khá là ok luôn chứ. À, mọi người có thể quan sát đây, lúc mình combat thì FPS nó vẫn là ổn định, hình ảnh vẫn mượt mà. Chơi thì cũng ok thôi, chưa thấy bị lag các bạn nhá. Để mình đi vào đây mình xem một lúc xem nào. Uầy. Hiệu ứng chiêu các thứ ok phết đấy chứ. Lên đây mà. Hết người để test cho các bạn rồi. Đấy thì các bạn có thể thấy mình chơi là cấu hình này thì chơi cầu để cái setting trung bình này thì chơi cũng mượt mọi người nhá. Ui. Rơi phát hẹo luôn mà. Thôi thì chắc là mình sẽ sang gọi là game tiếp theo đây mọi người nhá. Trên màn hình các bạn thấy đây là tựa game Lalaka này. Mình đang test cho mọi người ở cái mức setting là cực thấp. FPS đang hiển thị là 7 mấy này. Để mình vào combat xem. Ui.
Mọi người thấy không, hình ảnh nó mặc dù để chất lượng cực thấp nhưng mà nó vẫn bị cái gì đấy, nó gọi là bị delay mọi người. Nó cũng kiểu gọi là FPS thì đánh giá sơ thì là nó ổn định, nhưng mà để mà combo ấy thì mấy lần nó vẫn bị bênh mọi người nhá. Đây là FPS đấy, đây đấy mọi người thấy chưa, nó kiểu là nó đấy, à, bọn này khỏe đấy. Đấy thì mình review, mình test game thực tế cho mọi người thấy thì với cấu hình này, với cái mức setting cực thấp đấy thì là nó vẫn bênh mọi người nhá. Thì nếu mà mọi người muốn chơi mượt thì mình đoán là chắc là phải nâng cấp con cả màn hình lên. Thì vậy để clip tiếp theo mình sẽ thử vẫn combo này nhưng mà mình sẽ thay con cả hình khác mọi người nhá. Ok mọi người. Đây là tựa game PUBG PC mà mình test tiếp đây. Thì lúc đây mức setting mình đang để rất thấp mọi người nhá. Thì cái lúc mà nhảy dù các thứ, ui nhiều thế. Ôi quả này niệm rồi. Thôi cứ chạy loop đi á. Lấp đi á. Đấy thì mọi người có thể quan sát là chết rồi. Đây chạy nhanh vào đây. Mọi người quan sát là cái số FPS mức rất thấp này thì mình đang được là 110 mấy đây này trên màn hình các này. Ui con 1050 nhìn thế mà đã loát 100% rồi á mọi người. Mình để rất thấp nha. Không sao, để mình test cho mọi người xong rồi mình sẽ clip sau mình sẽ thử nâng cấp con cả màn hình lên xem như thế nào mọi người nhá. Tầm này mình cứ đứng đợi ở đây đã. Có mấy người mình để ý là nhảy xuống đoạn này rồi. Thì như mọi người cũng biết thì cái kỹ năng chơi game sinh tồn của mình nó gà lắm. Là mình cứ chỉ vào mình test thực tế cho mọi người xem thôi. Chứ tầm này mà chạy ra chúng nó đang rình mình ấy. Mình cứ đứng đợi xem thằng nào nó chạy vào là nó toang. Đấy thì RAM đang là 9GB này. Con CPU hoạt động có 21%. Con CPU thì mình đánh giá là nhẹ nhàng này. Và nãy giờ thì hình ảnh từ lúc trên máy bay hay là từ sảnh chờ hay lúc nhảy xuống thì nó rất là ok. Còn lúc bắn nhau thế nào thì mình chưa biết. Đấy. Cứ đứng đây xem như nào đã. Ngó qua này. Rồi, không có ai. Rồi, chạy một mạch luôn. Ê, có người. Đây, bên này, mình thấy. Mình bắn cho mọi người xem này. Hình như nó cũng chạy vào đây sao ấy. Ui, đâu ấy. Rồi, đấy, lúc bắn nhau thì là trăm mấy này. Để mình nhặt đồ của nó đã. Ngon luôn. Nhìn cái thao tác nhặt đồ của mình hơi gà đúng không? Mọi người thông cảm nhé. Tại vì game này là mình cảm thấy là mình chơi gà nhất, yếu kém nhất trong những cái game mà mình biết chơi. Thì hy vọng là sau này mình sẽ cố gắng hơn. Đấy, thì nó cũng chỉ đơn giản là thế thôi. Nào, xem còn ai nữa nào. Bo đến chưa? À, mình đang trong bo rồi. Đi ra kiếm người luôn, sợ gì chết thì thôi đúng không mọi người? Chủ yếu là mình test mình cho mọi người xem mà. Đấy. Ê, có người, mình thấy. Cẩn thận không muốn chết. Ơ, sao súng cố không bắn được nhỉ? Nó có 3 viên đạn mà. Mày tưởng tao không có bom à hả? Mày này. Ờ, rồi sao, làm sao? Ơ, cái gì đây? Cái gì đây mọi người? Ô lạ này, mình thử nhá. Ui. Nó chạy ra. Đâu ấy? Mình nghe thấy tiếng bước chân mà ta à? Chết rồi, chạy mất rồi. Mày đợi ai? Ha ha. Mày non chưa? Ê! Nó đứng đâu ấy nhỉ? Nó chạy ra này. Đâu? Chạy bò đã. Bắn ở đâu ấy mọi người? À đây, con lợn này. Mày làm sao? Mày ăn tao.
hết đạn luôn rồi, chạy đã. Nhờn à. Đấy thì là mình combat thì FPS cũng rất là mượt mà với cái mức cầu hình đây. Cầu hình mình để rất thấp. Ờ đây là con game Battlefield 5. Thì với con game này mức setting mình đang để ở đây mọi người. Video mức setting mình đang để là low nhá. Thì con game này thì mình thấy mọi người cũng, một số bạn fan ấy cũng yêu cầu là bảo mình test giúp bạn ấy. Thì đây, đây là cái cấu hình này thì mức setting mình đang để đây là low. Thì FPS cũng là 80 mấy thôi. Hình ảnh thì nó cũng chưa bị bênh. Hiện đến thời điểm hiện tại mình chơi là nó chưa thấy giật lag gì, cũng khá là ngon. Khá là mượt. Ô, hết đạn mất rồi. Để mình đi, mình vào đây. Đi thẳng vào bọn địch luôn. Bắn cho mọi người xem. Ê, thằng nào bắn đấy? Thằng nào bắn mình đấy? À, trong này, trong này, trong này. Đây, 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 đây. Đây là đội mình thì phải. Rồi. À, đây, 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 đây. Mày sao? Rồi, có súng rồi. Ui, ui. Gì đấy? Ui. Đúng kiểu là đâm thẳng. Một mình đúng kiểu là tao cần hết đấy. Ôi. Sao? Chết luôn. Thôi chạy đã. Đấy thì mọi người quan sát các cái chi tiết này. RAM đang là 10GB, FPS thì nó vẫn gọi là ổn định với cái mức setting này. Mình thấy là ok đấy. Chắc là mình chỉ gọi là đây, mình vào cho ai lốt cho ai xong rồi mình sẽ sang game tiếp theo mọi người nhé. Nhặt được đạn rồi sao ấy, thay đạn đã. Nào, lao thẳng tấn công. Dân chơi không sợ mưa rơi. Tuổi gì luôn. Rồi ok mọi người nhá, mình sẽ sang game tiếp theo. Tiếp theo là con game, game này gọi là game gì ta, mình quên cái tiếng Anh của nó, là Let's Speed hay cái gì ấy. Nhưng mà nó là con game mình công nhận Let thật. Đồ họa cũng khá là đỉnh. Hình như nó là Need to Speed thì phải. Đây là thế đấy, mình cũng không phát âm chuẩn đâu. Là con game mà là Need to Speed. Speed. Có gì mình ghi tên game ở giữa màn hình cho mọi người xem nhá. Đấy thì với cái mức setting. Con này đi bon quá. Khó kiểm soát tốc độ quá mọi người. Đây. Với cái mức FPS, với các cái thông số này thì mức setting mình đang để là đây mọi người. Setting. Mình để graphic đây. Mình để là 2 mọi người nhá. Đấy, con xe này, wow, tựa game này lái nhìn quá. Mình công nhận led thật. Đồ họa cũng khá là đỉnh. Ôi. Vào cua vào khủng các kiểu mà. Ê, nhưng mà mỗi tội nó khó lái quá. Thì hình ảnh khá là mượt. Rất là mượt mà. Không bị sật lag gì cả. Là bon đấy. Có con này sử dụng con này ngoài đời thì cứ phải gọi chạy phố. Thôi chắc là giờ cũng muộn rồi ấy. Chắc là thôi clip mình chắc là chỉ đến đây thôi nhá. Hẹn mọi người vào những cái clip tiếp sau. Clip sau mọi người nhá. Ok anh em, như vậy là bạn Hưng cũng đã vừa test xong cái combo VC này để cho các bạn tham khảo về một số các cái game quận nhé. Cái combo VC này thì mình thấy là gửi cho mình trong cái mức giá khoảng tầm 3,5 triệu. Đấy là một cái combo như mình vừa nói cho các bạn ấy. Cả mọi thứ và cả cái ổ cứng nữa. Chỉ còn thiếu cái vỏ thôi. Cái vỏ này thì nếu mà các bạn tùy theo cái sở thích của các bạn và nhu cầu của bạn thì các bạn chọn những cái vỏ, ví dụ vỏ thường thì chỉ cần khoảng tầm chưa đến 200.000 hoặc hơn 200 một chút. Còn những cái vỏ LED thì tùy, có cái 500, có cái 1 triệu. Cái đấy thì do cái tài chính của các bạn để các bạn chọn cái vỏ LED hoặc cái vỏ thường các bạn nhé. Đấy thì với một cái combo PC mức giá khoảng tầm 3,5 triệu như thế này thì các bạn thấy là chơi game cái hiệu suất có ổn không? Còn bản thân mình thì bây giờ mình chỉ hỏi Hưng thôi. Mình vừa xem cái clip đấy thì mình thấy là nó cũng khá là ổn. Một số game khá là ổn đúng không? Còn Hưng thì thấy thế nào? Thì qua cái phần mình test game ấy thì chính bản thân mình ngồi mình test rồi mình nói nêu cảm nhận nó chân thực ấy thì mình cũng thấy một số tựa game nó khá là ok. Tuy nhiên là về con cặp màn hình thì có những một số những tựa game thì nó cũng gọi là cấu hình nó hơi cao một chút ấy. Thì là nó sẽ nặng hơn một tí. Thì mọi người yên tâm, clip sau chắc mình sẽ thay một con
cá khác để mình test tiếp cho mọi người xem nhé. Còn về cái con cá hình này thì nó cũng là ổn đấy mọi người. Ok, thì đấy thì các bạn có thể thấy là qua clip này thì các bạn sẽ chú vào cái hiệu suất là cái thứ nhất, nhưng mà cái quan trọng hơn là các bạn chú vào cái việc mà bạn Hưng bạn ấy nói trong quá trình bạn ấy test, để làm sao để góp ý cho bạn đấy để bạn ấy có thể hoàn thiện hơn trong những cái clip test sau dành cho các bạn nhá. Còn clip ngày hôm nay thì cũng như mọi lần thôi, hàng tháng cuối tháng thì chúng ta sẽ quay những cái bình luận của các bạn, thì vậy nên là các bạn cứ bình luận xuống clip này những cái chia sẻ của các bạn nhá. Còn nếu mà bạn nào mà ví dụ quay vào cái clip này mà chúng ta gọi là cái clip này gọi là clip quay số đi, thì bạn nào trúng thưởng thì mình sẽ lắp một cái chiếc PC hoàn chỉnh với cấu hình như ngày hôm nay dành cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng clip nhá. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.